Ngày 6 tháng 9, ngày thứ hai thành phố Đà Nẵng thực hiện quyết định nới lỏng chuyển sang trạng thái chống dịch mới và là ngày đầu tiên cán bộ công chức viên chức người lao động một số ngành nghề đi làm trở lại. Thành phố thay đổi cách cấp giấy đi đường bằng mã QR, tạo thuận lợi cho người đi đường, hạn chế việc tập trung đông người tại các chốt kiểm soát. Quá trình kiểm tra diễn ra nhanh gọn, người làm nhiệm vụ không phải chạm tay vào điện thoại của người đi đường, an toàn cho mọi người. Người dân chỉ cần ở nhà dùng điện thoại thông minh đăng nhập các thông tin cá nhân vào ứng dụng quản lý cấp giấy đi đường, mã QR do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp là nhận được giấy đi đường qua thư điện tử. Tại chốt kiểm soát đầu tuyến Bạch Đằng nối dài, đối diện Bảo tàng Điêu Khắc Chăm, bờ Tây Cầu Rồng, mỗi lượt kiểm tra quét mã QR chỉ mất vài giây. Một số trường hợp chưa sẵn sàng mở app để xuất trình mã QR đã được hướng dẫn sang luồng bên cạnh. Ghi nhận tại các khu công nghiệp ở Đà Nẵng thì đến sáng 6 tháng 9 đã có hơn 15.000 lao động trở lại làm việc. Trung úy Tạ Công Vinh, Công an quận Hải Châu đang trực điểm chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu cho biết. Tất cả những người đi qua mà có giấy đi đường hợp lệ và có mã QR code thì mình cho đi qua. Còn những ai mà giấy mà không hợp lệ thì lập biên bản. Giấy mới thì vẫn thuận tiện thông tin đầy đủ thì thuận tiện cho việc kiểm tra. Thì linh động là kiểm tra nhanh gọn, đúng giấy đi đường và đúng mã thì cho lưu thông, tránh cái ủng tắc giao thông, cái nhiễm dịch bệnh chéo. Tại vì ngày đầu tiên người ta làm rất là đông. Đến sáng 6 tháng 9, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã cấp 92.600 giấy đi đường cho người dân, trong đó 72% người được cấp đã in ra giấy. Sở đã bố trí 20 nhân lực trực tổng đài hỗ trợ, tiếp nhận hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về cách làm thủ tục cấp giấy đi đường. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, rút kinh nghiệm từ các đợt trước thì lần này thành phố đổi mới cách kiểm tra người đi đường. Chúng tôi sẽ kiểm soát người từ khi họ ra khỏi nhà ở khu dân cư, hạn chế cái việc kiểm soát trên đường, và trên đường thì chỉ tập trung vào công tác tuần tra kiểm soát và kiểm tra xác suất thôi, và gắn với việc xử lý, kiểm tra thấy vi phạm là xử lý ngay. Chúng ta mới hạn chế cái việc tạo ra các cái đám đông rồi tắc nghẽn ở trên các cái trục đường giao thông. Thì đây là một trong những cái biện pháp và cách thức mới của Đà Nẵng trong cái việc kiểm soát.